đã sử dụng những dịch vụ gì tại Nikkei rồi ạ? Mình làm mày và làm môi bên bạn. Nikkei. Dạ. Lông mày mình làm được bao nhiêu lâu rồi ạ chị? Lông mày và môi mình đều hơn một tháng. Hơn một tháng ạ. Dạ vâng, em theo như em đang quan sát đây thì em thấy lông mày cũng rất là sắc nét này. Và màu môi cũng lên rất là trong nữa. Tuy là chưa đủ 2 tháng để màu môi lên ổn định thì em thấy là màu môi rất đẹp rồi. Vì vậy trong cái quá trình làm ấy, làm môi và làm mày tại Nikkei thì chị thấy thế nào ạ? Chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu? Khi làm mày và làm môi bên Nikkei thì mình không cảm thấy đau rát, cũng không cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất hài lòng. Vâng ạ. Vậy sau khi làm xong thì chị có nhận xét gì về đội ngũ của Nikkei không ạ? Mình cảm thấy rất là chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình. Vâng ạ. Vậy sau ngày hôm nay thì ngày hôm nay là chị đến dặm lại môi của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Vì sao? Vì sao? Vì sao chị được muốn màu môi? Chị muốn dặm lại môi, em thấy màu môi của mình lên là rất đẹp rồi. Hôm đấy mình ủ tê nó hơi lề một chút nên là có thể chuyên viên cái chỗ phần viền môi của mình nó vẫn hơi chưa được rõ nên nay mình muốn là dặm lại cho nó chứ còn phần môi thì rất là đẹp rồi. Vâng. Vậy thì sau ngày hôm nay là sau khi dặm môi này như sau khi mà làm hết những cái dịch vụ tại Nikkei rồi thì chị có cái gì gửi gắm đến những khách hàng chưa biết đến Nikkei hoặc là đang đắn đo chuẩn bị đến Nikkei không ạ? Thực ra là trước đây nói về làm môi thì mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm môi. Thế cho nên là phải tin tưởng lắm và gọi là cái gì nhỉ? Tìm hiểu kỹ đúng không? Phải tìm hiểu kỹ lắm mình mới dám gửi gắm mình đến đây để làm môi. Nhưng mà làm xong rồi thì mình thực sự rất là hài lòng. Và mình nghĩ là đây là một địa điểm rất là tin cậy để cho các phái nữ đến để làm đẹp. Dạ vâng, cảm ơn chị rất.